Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là sáng ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ngày 23 tây tháng 5, bây giờ là khoảng 9 giờ rưỡi sáng. Thì ở Việt Nam lúc mà Thuận làm cái video này đã là ngày thứ hai rồi, thì mới về thức dậy thôi thì chúng ta đã thấy là thị trường toàn một màu đỏ cho nên Thuận tranh thủ làm cái video sớm ngày hôm nay Chúng ta nhìn vào trang Coin360 thì các bạn thấy được là phân lớn Tất cả đều là màu đỏ ngoại trừ một số như là ổn định mà thôi Còn lại là các bạn thấy là điều đã đi xuống Và chúng ta nhìn vào những cái đồng lớn Thì các bạn thấy được là cái tình hình đi xuống đó rất là nhanh ngày hôm nay Chúng ta thấy được là Bitcoin xuống 31.630 Ở điểm hiện bây giờ Ethereum xuống dưới 2.000 đô là 1.772 hai à, Những đồng khác cũng đi xuống không kém Các bạn thấy được là Cardano Bây giờ đã xuống 28% Dogecoin cũng xuống 23,9% mặc dù ngày hôm qua Elon Musk đã đăng cái thông tin một cái tấm hình liên quan tới Dogecoin nhưng mà cái bạn điều đời cuối cùng thì đồng Dogecoin cũng cùng chung số phận với những đồng khác đã đi xuống à, Binance Coin cũng như vậy Các bạn điều đời là XRP Polkadot à, phần lớn cái đồng đều đi xuống 27,3% trong khi Bitcoin đi xuống 18% thì chuyện gì đang xảy ra chúng ta sẽ nhìn vào một số những cái thông tin mới nhất ngày hôm nay một số thông tin mà thường đã chia sẻ cho những mạng xã hội cũng như là chúng ta nhìn vào một số những chỉ số on chain chúng ta cũng sẽ nói về một số những thông tin cũng như là thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ về cái tâm lý thị trường hiện bây giờ với các bạn tình hình như thế nào nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì quên đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và những mà nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital ở trên những cái mạng xã hội đây các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những cái thông tin như là Telegram, Facebook và Twitter. Tại vì không phải lúc nào Thuận cũng có thời gian để mà làm video nhanh chóng cho nên các bạn theo dõi những mạng xã hội thì sẽ nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Thì chúng ta bây giờ hãy nói về tình hình đi. Thì chúng ta được là giá Bitcoin bây giờ đó là đang ở cái thời điểm này đi xuống. Tối ngày hôm qua đó khi mà thường đi ngủ đó thì giá vẫn là 38-39 ngàn nhưng mà trong thời gian mà thường đi ngủ thì giá nó đi xuống rất là nhanh và sáng nay thức dậy đây thì giá đã xây quanh cái mức là 32 33 000 bây giờ là 31.224 và cái mức mà nhiều người bây giờ đang nhìn chú tâm vào đó chính là cái mức 30.000 đô thì có thể hỗ trợ được hay là không như là các bạn thấy được là cái đợt mà đi xuống mạnh cách đây không có lâu các bạn thấy được đây là cái ngày 19 tây tháng 5 khi mà giá cả flash crash xuống còn 30.000 đô thì đã nhanh chóng được đẩy lên và thật ra giá đã xuống dưới 30.000 đô một chút nhưng mà nhanh chóng được đẩy lên thì thường đã chia sẻ với các bạn, thường khi mà chúng ta thấy tình hình flash crash thì giá đó thường sẽ có cái xu hướng là đi chỗ xuống và thử lại cái dùng thấp Cho nên bây giờ 30.000 đô là một dùng mà nhiều người đang chú tâm xem coi là có giữ được hay là không Và các bạn cũng đã biết là trong vòng thời gian này Thuận đã chia sẻ với các bạn là đối với Thuận tinh thần là lạc quan nhưng mà thận trọng thận trọng tại vì chúng ta không biết được là cái xu hướng kế tiếp của Bitcoin như thế nào. Thôi sẽ chia sẻ thêm một lát nữa. Tại vì chúng ta bây giờ nói tới thông tin trước đi. Sau đó thường sẽ chia sẻ một số những cái điều khác với các bạn. Thì thông tin đó, nhận được đó là ngày hôm nay phần lớn là đến từ Trung Quốc. Thì dựa theo Wu Blockchain đó, đây là một cái twitter mà thường cũng theo dõi và nhiều bạn cũng thường hay theo dõi là một cái twitter mà thường hay chia sẻ những thông tin đến từ Trung Quốc nhanh nhất. Thì dựa theo Wu Blockchain hồi sáng này đã lực bán cũng đến từ các nhà đầu tư ở Trung Quốc. Tại vì sao? Tại vì có hai điều liên quan đến hai cái sàn giao dịch. Thứ nhất là sàn hoa Bì và thứ nhì đó chính là sàn OKEx. Thì chúng ta nói tới sàn hoa Bì trước đi. Hai sàn giao dịch lớn ở Trung Quốc đó theo thông tin của blockchain đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa tối thiểu sau khi mà thông tin các bạn có đang nhớ là liên quan đến Trung Quốc nói là cấm đào và không cho những cái nhà đầu tư ở Trung Quốc tiếp tục tham gia trading crypto. Tuy nhiên lệnh này đã là lệnh có từ năm 2017 rồi. Thì bây giờ đã hoa bì thông báo đã hủy bỏ việc bán và lưu ký các máy đào cho người Trung Quốc. Và thứ nhì đó chính là liên quan đến OKX đã ngừng giao dịch tiền nhân dân tệ và crypto bắt đầu ngày mai. Việc này dẫn đến nhiều nhà đầu tư hoảng loạn và bán crypto để đổi ra tiền nhân dân tệ, cũng như là tiền phát định của Trung Quốc. Đây có thể là lý do giá đột ngột đi xuống mạnh mấy giờ qua. Và sau đó thường này chia sẻ thêm một cái thông tin, đó chính là dựa theo Wu Blockchain. Vì quá hoảng loạn, OKX vừa tuyên bố sẽ không hủy các giao dịch trong khu vực tiền tệ hợp pháp. Thuận thì vẫn chưa rõ là họ sẽ tiếp tục cho giao dịch crypto thông qua đồng nhân dân tệ nếu như bạn không ở trung quốc hay là như thế nào chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chờ đợi thông tin và kế tiếp nữa thường đã đăng thêm một thông tin mới nhất đó chính là có bạn chia sẻ với thuận một bài viết được chia sẻ bởi blogbits com thì bài viết này nói là sàn hobby vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường ai tung tin đồn về sàn đóng cửa thì sẽ phải chịu trách nhiệm với pháp lý thì sáng nay các bạn hiểu là rất nhiều vết đến từ trung quốc và chúng ta nhìn vào những thông tin này đó thì thực ra mà nói là nếu các bạn là một người ở trung quốc đó, thì thực sự nếu các bạn vẫn còn giao dịch trên những sàn thì đúng là khá lo ngại cho dù là thông tin này là chính xác hay là không chính xác cho dù là thật hay là giả nhưng mà các bạn thấy được là cái sự phản ứng của thị trường là thật mọi người đều đang rất đông hoang mang và cái bàn theo được là giá đã đi xuống rất là nhanh thì nếu như mà chúng ta thấy được là tin tức đầu tiên đi hoa bi đã hủy bỏ việc bán và lưu ký các máy đào cho người trung quốc thì uh, sau đó thì hoa bi lại uh, đưa ra thông tin đó chính là hoa bi vẫn sẽ tiếp tục hoạt động bình thường ai tung tin đồn về sàn đóng cửa thì có thể sẽ phải chịu trách nhiệm về pháp lý thì uh, cái vấn đề đây là hoa bi vẫn chưa có làm rõ cái việc là có phải là thông tin là sàn hoa bi đã hủy bỏ việc bán và lưu ký cái máy đào cho người trung quốc là thật hay là giả thì điều này vẫn chưa có rõ hoa bi chỉ nói là việc mà sàn hoa bi ngưng hoạt động là một chuyện không đúng sàn hoa bi sẽ tiếp tục hoạt động và các bạn thấy được đó là người trung quốc bây giờ đã có cái thông tin là bị cấm đào bitcoin thì nếu như mà các bạn là một người mà đang mua máy đào từ sàn hoa bi có nghĩa là các bạn có thể mua máy đào sau đó là sàn hoa bi uh, sẽ kết nối và họ sẽ là chủ của cái hội đào thì các bạn có thể đào bằng cách là lưu ký cái máy đào cho sàn hoa bi nếu như bây giờ sàn hoa bi thông báo các bạn là một người ở trung quốc mà bây giờ sàn hoa bi nói là sẽ hủy bỏ cái dịch vụ này thì có thể là dẫn đến nhiều người bây giờ không kinh doanh đào được nữa thông qua sàn hoa bi có thể là họ sẽ bán bitcoin của mình đây cũng là một giả thuyết đang được đưa ra thứ nhì nữa chính là cái tình hình liên quan tới sàn okx nhưng giao dịch tiền nhân dân tệ thì đương nhiên điều này làm cho nhiều nhà đầu tư đó rất là hoang mang ở trung quốc tại vì nếu như mà các bạn là người trung quốc mà các bạn dùng vpn hay là các bạn dùng một cái cách nào đó để mà giao dịch trên sàn okx các bạn mua và bán dùng tiền nhân dân tệ cũng như là các bạn ở việt nam đi dùng đồng việt nam mà nếu như mà sàn mà các bạn sử dụng đột ngột thông báo là không hỗ trợ giao dịch thông qua đồng nhân dân tệ nữa thì sẽ dẫn đến nhiều nhà đầu tư có thể là bán tháo tại vì họ sợ là không bán được trên sàn okx lấy đồng của mình qua sàn khác cũng chưa chắc đổi được nhân dân tệ và lấy đồng của mình để mà đem về ví để mà giao dịch nội bộ cá nhân thì cũng rất là phiền phức cho nên có thể dẫn đến nhiều nhà đầu tư bán tháo tuy nhiên các bạn thấy được là cả hai sàn Huobi và OKX đều đã đưa ra cái thông tin kế tiếp đó chính là sàn OKX tuyên bố là sẽ không hủy các giao dịch OKB trong khu vực giao dịch tiền tệ hợp pháp. Thì thường nghĩ là cái ý của OKX nói đây đó, đó chính là nếu như các bạn ở một quốc gia nào mà vẫn hợp pháp để mà giao dịch tiền cược số trên sàn OKX thì không có vấn đề gì, chỉ là cái vấn đề liên quan đến là những bài nào mà sống ở Trung Quốc mà thôi. Thì thường đương nhiên là không có sống ở Trung Quốc và cũng không có sử dụng một sàn OKX và sàn Huobi uh, thì những bài nào mà sống ở Trung Quốc hay là sử dụng hai sàn này có thể là có những thông tin chính xác hơn và nếu các bạn có thông tin mới hơn và chính xác hơn thì hãy comment bên dưới để cho mọi người có thể nhận được thông tin mới nhất và đây là những gì đã xảy ra hồi sáng này và có thể là lý do dẫn đến cái đợt bán tháo và cái bạn thì được là Bitcoin bây giờ đó thì vẫn xoay quanh cái mức là 31 32 ngàn chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi coi là cái xu hướng Bitcoin kế tiếp sẽ ra sao thì các bạn thấy được đó là trong vòng một tuần qua đó chúng ta có rất là nhiều cái tin tức vết như là tin tức mà gây ra nhiều cái sự lo ngại chúng ta bắt đầu từ những thông tin như là Tesla không tiếp tục chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin nhưng mà Tesla vẫn nói là sẽ tiếp tục lưu trữ Bitcoin thứ hai là Trung Quốc nói là cấm đào Bitcoin nhưng mà chỉ áp dụng với đào dùng năng lượng than đá mà thôi Trung Quốc cấm đào là chuyện tốt tại vì các bạn thấy được đó là thị trường này đó khi nào thì người ta cũng nói được nhất là những cái phương tiện truyền thông các bạn thấy được là Trung Quốc mà đào nhiều Bitcoin đó thì mọi người nói là đào Bitcoin quá tập trung ở Trung Quốc cho nên điều đó là không tốt Bây giờ Trung Quốc nói là cấm đào Bitcoin thì mọi người cũng nói là chuyện đó là không tốt Tại vì bây giờ á, Trung Quốc cấm đào Bitcoin thì mạng lý Bitcoin sẽ xảy ra cái vấn đề Và có một số bạn nói là Trung Quốc cấm đào Bitcoin đó thì cái số lượng Bitcoin ra đời sẽ giảm đi Làm cho Bitcoin khan hiếm hơn thì rồi đó không có đúng Tại vì Bitcoin đó thì cái chức năng là mỗi 10 phút trung bình là mỗi một phút thì sẽ có Bitcoin mới ra đời đó là cái phương diện đào của Bitcoin và mỗi hai tuần trung bình là khoảng chừng hai tuần đó thì tốc độ đào và độ khó đào sẽ điều chỉnh lại có nghĩa là nếu như mà giả sử như chúng ta nhìn vào cái tình hình liên quan đến Tân Cương bị mất điện cái đây dài tuần đó thì khi mà Tân Cương bị mất điện thì cái tốc độ đào Bitcoin giảm xuống nhưng mà ngược lại thì các bạn thì được là độ khó đào nếu như mà tốc độ giảm xuống thì sau hai tuần độ khôi đào cũng sẽ điều chỉnh xuống và Bitcoin vẫn tiếp tục ra đời như bình thường, các giao dịch vẫn sẽ tiếp tục được xử lý chỉ là trong thời gian hai tuần đó có thể là giao dịch chậm hơn mà thôi thì bây giờ nếu như mà Trung Quốc đột ngột mà tắt những máy đào thì chúng ta cũng thấy được là những cái xưởng đào này họ sẽ đi nơi khác đương nhiên thì phải cần thời gian để cho họ tiếp tục setup lại nhưng mà các bạn thấy được là nơi này không cho đào thì họ sẽ đi tới cái nơi khác mà rẻ thứ nhì về cái phương diện Trung Quốc cấm đào Bitcoin đã dài hạn thì không có ảnh hưởng đến thị trường này Thứ ba là thông tin liên quan đến Trung Quốc cấm các công ty tài chính cũng với tình vụ crypto. Nhưng mà các dịch dụng crypto như các bạn có đã biết là phần lớn là sàn giao dịch đã bị cấm từ năm 2017. Thậm chí là những cái hội nghị liên quan tới crypto cũng đã bị cấm từ đầu năm 2018 rồi. Thứ tư là Trung Quốc cảnh báo người dân không trade crypto. Nhưng mà các bạn thấy được là trên mặt pháp lý đó thì người dân đã bị cấm từ năm 2017 rồi. Giờ thứ năm là Hoa Kỳ muốn những giao dịch crypto trên 10.000 đô ra phải được báo cáo để đánh thuế. Nhưng mà chỉ áp dụng với công ty và người dân đã và đang phải đóng thuế khi dùng crypto rồi. Thì ở Hoa Kỳ đó, nếu như các bạn sử dụng tiền mặt thì nếu như mà các bạn dùng tiền mặt hơn 10.000 đô đó thì cái công ty tài chính đó có trách nhiệm là phải báo cáo với lại chính phủ là có nhận 10.000 đô tiền mặt để làm gì để cho họ có thể là có một thông tin nếu như mà họ muốn điều tra con số tiền có phải là rửa tiền hay là phạm pháp hay là không và đương nhiên liên quan đến đánh thuế thì bây giờ đã crypto cái đề nghị thôi chúng ta vẫn chưa có cái luật chính thức là muốn đi theo cái xu hướng đó nhưng mà cái người mà phải báo cáo đó thì không phải là người dân mà sẽ là cái công ty tài chính mà nhận cái số tiền crypto này và người dân thì đã và đang phải đóng thuế khi dùng crypto đây là cái luật hiện bây giờ và thứ sáu đó thì liên quan đến hồng kông chúng ta cũng đã nói tới hồng kông người hồng kông có thể không được trade crypto nhưng mà đây chỉ là cái dự kiến mà thôi không phải là luật và chỉ áp dụng với người dân thường người giàu thì vẫn trade bình thường các bạn thấy được là thông tin là những người nào nếu như mà đây thực sự là luật đó thì những người nào mà có tài sản hơn 1 triệu đô la thì vẫn tiếp tục trade bình thường ở Hồng Kông và thứ bảy là cùng với các truyền thông khác đó thì CNBC đã liên tục ra những cái clip chỉ trích Bitcoin trong vòng mấy ngày qua chủ yếu là gây lo sợ cho cái nhà đầu tư thậm chí bỏ tiền mua quảng cáo trên Twitter để gửi những thông điệp tiêu cực đến những nhà đầu tư nhưng các bạn thấy được là thông tin thì những ca vội vẫn tiếp tục thu mua và các ngân hàng vẫn tiếp tục chuẩn bị của sản phẩm liên quan đến crypto chúng ta nhìn vào một cái hình thường chia sẻ đi các bạn thấy được đó là đây là cái clip liên quan tới Bitcoin con rớt xuống dưới 37.000 lần đầu tiên trong vòng 3 tháng và đây là một cái đợt bán tháo kinh khủng dựa theo CNBC thì chúng ta thấy được đó là bên dưới này đó, đây là Twitter promoted nghĩa là họ đã bỏ tiền để mà quảng bá cái video này ở trên Twitter tại vì sao thì tôi nghĩ là mỗi bạn sẽ có câu trả lời